Các bác chạm cốc đi. Rồi. Em quay clip các bác cứ uống tự nhiên, không phải chụp ảnh đâu. Vâng. Nào bác vào chúc rượu đi để em ghi hình. Vâng. Chúng ta phải có sự kiện. Vì rồi này. Đấy vì rồi. Em Cường nó có vào không? Cường không về được. Sự kiện về truyền hình. Lắm rồi. Em đang ghi hình đấy các bác, cứ tự nhiên nhé, không phải chụp đâu, cứ hoạt động bình thường sao. Xong đây anh Nam ơi, cho em một kiểu nào để chúc rượu các bác thế nào? Vâng, em đang ghi hình. Em ghi cả đây các bác ạ. Vâng, ghi cả hai mâm. Vâng. Em quay phim đấy. Em quay phim cả hai mâm. Vâng. Em quay phim đấy, em quay phim đấy các bác, tự nhiên nha. 1, 2, 3. Đứng ở kia kìa. Chưa đồng chí rồi. Trước làm tôi được sẵn mua bán.